Thông báo, Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường Vị Thủ Đức Hải ngoại Hoa Kỳ, Hội cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức tiểu bang Georgia, trân trọng kính mời quý niên, huynh trưởng, đồng môn và gia đình quý thân hữu, vui lòng bỏ chút thì giờ quý báu đến tham dự Đại hội Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường Vị Thủ Đức Hoa Kỳ từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 15 tháng 11 năm 2014 tại hội trường Doraville Civic Center, tọa lạc 3770 trên đường Central Avenue, vùng Doraville, tiểu bang Georgia. Tường trình sinh hoạt 2 năm qua và bầu ban chấp hành tổng hội. Đại hội mừng 63 năm thành lập trường Bộ binh Thủ Đức và kỷ niệm 20 năm Hội Thủ Đức, tiểu bang Georgia. Được tổ chức vào 5 giờ 30 chiều thứ Bảy ngày 15 tháng 11 năm 2014 tại nhà hàng Happy Valley, tọa lạc 5495 Jimmy Carter Boulevard trong vùng Norcross, tiểu bang Georgia. Sự hiện diện của quý vị và gia đình là niềm vinh dự lớn lao đối với đại gia đình cư an tư nguy của chúng tôi. Trân trọng kính mời thay mặt Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức Hoa Kỳ Alpha Quỳnh Hồng Quân, thay mặt ban tổ chức Alpha Phạm Trung Cang, số điện thoại 404-405-9730. Mọi chi tiết xin liên lạc Trần Văn Chính, số điện thoại 404-819-1329. Ông Trần Quang Hải, số điện thoại 678-770-2163. Vùng Boston và New England, liên lạc ông Ngô Trắc Hòa, số điện thoại 617-921-3593.